Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong tỉnh, 36 điểm trường với gần 18.600 học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã chính thức bước vào năm học mới 2022-2023. Năm học này, cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cường kỷ cương, nề nếp, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập, phát triển năng lực học sinh, đặc biệt là phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ lớn của ngành để vượt qua những thách thức của năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông. Toàn thành phố Châu Đốc hiện có 37 đơn vị trường học từ bậc mầm non cho đến trung học phổ thông. Trong đó có một trường dân tộc nội trú trung học phổ thông An Giang và một trường trung cấp kinh tế tổng hợp An Giang. Nhìn lại năm học qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tất cả trường học phải đóng cửa. Một thời gian rất dài, học sinh phải học trực tuyến, học qua truyền hình và các hình thức khác. Nhưng toàn ngành, toàn xã hội đã cùng nhau cố gắng mở lại trường học, đưa học sinh quay trở lại học bình thường. Trong một năm học đầy khó khăn, thách thức, ngành giáo dục thành phố Châu Đốc đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh, duy trì nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc, giáo dục mũi nhọn. Trong năm học vừa qua, toàn ngành đã triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018, tập trung đổi mới công tác quản lý, nâng cao năng lực quản trị của viên chức quản lý các đơn vị trường học, tập trung đổi mới phương pháp, nội dung, các hình thức kiểm tra đánh giá, tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của ngành. Từ đó đã làm chuyển biến sự nhận thức của toàn thể viên chức và người lao động, làm cho mọi người hiểu hơn, trách nhiệm hơn với công việc của mình, với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Từ đó đã làm cho phụ huynh học sinh, toàn xã hội tin tưởng vào các công cuộc đổi mới của ngành. Đặc biệt trong năm qua, đó là sự vươn lên, vượt khó học tốt của các em học sinh. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp, các em phải học trực tuyến tại nhà. Từ đó, các hoạt động của ngành được triển khai một cách đồng bộ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học 2021-2022. Một năm học mới bắt đầu, đại dịch cơ bản được khống chế. Năm học 2022-2023 được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Theo đó, ngành giáo dục thành phố Châu Đốc phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ lớn của ngành, nhất là chương trình giáo dục phổ thông 2018, đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đề án xã hội học tập, thúc đẩy giáo dục toàn diện cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trong năm học này, ngành giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục triển khai các hoạt động của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10, đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện cần thiết để giảng dạy môn tin học và môn ngoại ngữ đầu tiên đã triển khai vào năm lớp 3, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, tư vấn, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hướng nghiệp, phân luồng sau tốt nghiệp trung học cơ sở theo quyết định của ban dân tỉnh An Giang, đổi mới công tác quản lý, công tác quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và các hoạt động giáo dục, đổi mới công tác truyền thông để làm cho xã hội, mọi người tin tưởng vào sự đổi mới của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Châu Đốc. Sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, cùng với cả nước, ngành giáo dục thành phố Châu Đốc bước vào năm học 2022-2023 với một tâm thế mới, năm trọng tâm của đổi mới. Để hoàn thành được nhiệm vụ này, bên cạnh sự nỗ lực của toàn ngành giáo dục thành phố, cần có sự phối hợp và cuộc đầy quyết tâm của các địa phương, các ngành liên quan, giúp ngành vượt qua những thách thức của quá trình đổi mới, đáp ứng được kỳ vọng của xã hội về chất lượng giáo dục và đào tạo.